thì bạn sẽ được cái cảm giác cá nó chơi như thế này ha. Có những cái lúc mà mình bạc bệnh nó không có chuẩn ấy, là nó sẽ không thể nào lành được, hoặc là nó sẽ không cải thiện được tình hình cá. Sau khi 2 ngày quan sát thì mình biết được là cái bầy cá này nó đang bị về sáng da khá là nhiều. Mình cũng không biết cái mật độ này nó tăng cao từ lúc nào nha, mặc dù cái hồ này mình giữ khá là kỹ. Nhưng mà khi bị sáng đó mọi người thấy không? Con cá nó sẽ cạ liếc này, đó đó, đó mọi người thấy không? Con cá nó cạ liếc này, đó, như vậy đó là cái biểu hiện ha. Hình nữa trên đuôi của nó bắt đầu là nó xuất hiện những cái mảng rất là lớn. Đây mọi người đó thấy không? Thấy con cá không? Nó cứ cạ này, đó là cái biểu hiện của con cá nó bị sáng da rất là nhiều. Và khi mà chúng ta thấy đó cái mật độ nó cạ khá là nhiều như vậy là chúng ta sẽ phải đánh tím để hạ mật độ sáng xuống. Nhưng mà cái hồ này á, thì mình sẽ kết hợp thêm một cái liệu trình nữa. Vì ban đầu thì bây giờ mình cứ xử tím đi đã. Này, tại hai cái hồ này là chung một hệ thống lọc nên mình đã đánh tím toàn bộ hồ luôn. À, đó mọi người nhìn này, con cá này bắt đầu này, coi. Biểu đó thấy không? Nó cạ này. Nó rất là khó chịu khi mà cái mật độ sáng trên da nó mà tăng cao như vậy mà chúng ta không xử lý sớm á. Nó có khả năng gây ra những cái tổn thương về da cũng như là nó dẫn tới cái tình trạng bị sáng mang nữa nha mọi người nghe. Và sáng mang thì nhiều quá nó sẽ gây ra tình trạng là nấm mang luôn, và nấm mang thì là anh em biết rồi đó. Cái bệnh đó nó có thể kéo cá đi khá là nhanh. Đây. Cái này mình sẽ đánh trong vòng 4 tiếng. Sau 4 tiếng thì mình sẽ khử tím đi bằng cái vitamin C. Vitamin C là loại này nha mọi người nha. Mình sẽ khử tím bằng cái này. Thuốc tím KMM04 thì mình đang xài là cái loại mà trong trong giỏ hàng mình có ghi luôn. Rồi, cảm ơn anh em nếu mà mọi người thắc mắc vì sao cái hồ này mình phải đánh. Thay vì mình đánh chỉ có hồ chính không, rồi mình không đánh ngăn lọc như bình thường, nhưng mà tại vì bây giờ mình đang khử khuẩn luôn cả tất cả các loại vật liệu lọc mình có trong này. Ví dụ như mình khử khuẩn luôn cả bông lọc rồi này nọ hết ha. Khử khuẩn hết luôn. Ta sẵn tiện đi và phải đi lại vi sinh sau cho nó an toàn hơn. Rồi anh em nào mà thắc mắc cái gì thì mọi người có thể comment ngay bên cạnh cái clip này. Mình sẽ tư vấn cho mọi người chi tiết.